chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật bất ngờ. Người tuổi Canh Tý sinh 1960, ôm trọn lộc trời, đang khổ ngập đầu bỗng đổi đời đại gia, cực giàu có, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Kính thưa quý khán giả, đặc biệt là quý cô bác tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, có lẽ trong những tháng qua, chúng ta đã phải đối mặt với không ít khó khăn và thử thách. Những lúc sức khỏe suy yếu, công việc không thuận lợi hay tài chính khó khăn đều là những điều khiến mỗi người trong chúng ta cảm nhận được sự mệt mỏi, lo âu. Có thể đã có những lúc cô bác cảm thấy như mình đã kiệt sức, không biết đâu là lối thoát, không biết phải làm gì để vượt qua những vướng mắc ấy. Tuy nhiên, hôm nay tôi mang đến một tin vui, một cơ hội lớn đang đến gần. Những điềm báo tốt lành đang dần xuất hiện và đúng vào 7 ngày tới, trong tháng 11 âm lịch năm 2024 này, vận may có thể sẽ mỉm cười, mang đến cho cô bác những cơ hội thay đổi lớn lao. Đây có thể là thời điểm mà cuộc sống của quý cô bác sẽ chuyển mình, mở ra một trang mới đầy hy vọng, thịnh vượng và an vui. Vậy nên, hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tử vi của những ngày tới. Liệu những điềm lành hay điềm xui sẽ đến trong khoảng thời gian này? Hãy lắng nghe và chuẩn bị cho những thay đổi tốt đẹp phía trước, để chúng ta không bỏ lỡ cơ hội lớn đang chờ đón. Những người sinh năm Canh Tý 1960 thể hiện rõ nét tính cách kiên cường, quyết tâm và khát khao vươn lên trong cuộc sống. Những người này không chỉ sở hữu một tinh thần mạnh mẽ mà còn có khát vọng làm giàu và đạt được một cuộc sống viên mãn, đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Những lời thơ như một bức tranh sống động về một nhân vật không bao giờ chịu khuất phục trước gian khó, luôn tiến về phía trước với một trái tim đầy nhiệt huyết và một tâm trí kiên cường. Người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 mang trong mình phẩm chất kiên trì, không dễ dàng bỏ cuộc trước thử thách. Họ luôn khao khát vươn lên, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu. Mỗi khó khăn trong cuộc sống đều là một động lực thúc đẩy họ không ngừng tìm kiếm cơ hội mới và qua đó thể hiện sự quyết tâm vượt qua những thử thách không dễ dàng. Tính cách mạnh mẽ, bền bỉ và kiên trì trong bài thơ phản ánh chân thực những đặc điểm này, khiến họ luôn sẵn sàng đối mặt với gian nan, dù cho cuộc sống có bất ngờ đưa ra những thử thách khắc nghiệt. Khát khao làm giàu không chỉ dừng lại ở mục tiêu vật chất, mà là một phần của sự khao khát có một cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy trong mọi phương diện. Người tuổi Canh Tý luôn hướng tới một cuộc sống sung túc, ổn định, với sự an vui và đầy đủ mọi thứ. Điều này không chỉ thể hiện trong khát vọng tài chính mà còn trong mối quan hệ gia đình, bạn bè và sức khỏe tinh thần. Đó là một ước mơ lớn lao, nhưng với bản lĩnh và sự kiên cường, họ tin rằng mình có thể đạt được. Tính cách người tuổi Canh Tý là sự kết hợp hài hòa giữa sự thông minh và quyết đoán. Họ là những người rất nhạy bén và có khả năng quan sát sắc bén. Chính điều này giúp họ luôn đưa ra quyết định chính xác trong những tình huống khó khăn. Họ không dễ dàng bị cuốn theo những biến động xung quanh mà luôn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt, từ đó tìm ra hướng đi đúng đắn nhất trong công việc và cuộc sống. Sự khéo léo và linh hoạt của họ khiến họ dễ dàng thích ứng với mọi hoàn cảnh và luôn tìm được giải pháp tối ưu trong những tình huống phức tạp. Tuy rất độc lập và mạnh mẽ trong công việc và cuộc sống, nhưng người tuổi Canh Tý lại rất quan tâm đến gia đình và người thân. Họ là những người có trách nhiệm cao, luôn nỗ lực hết mình để bảo vệ, chăm sóc và mang lại hạnh phúc cho những người mà mình yêu thương. Chính sự quan tâm này giúp họ tạo dựng được một tổ ấm vững vàng, nơi họ có thể yên tâm phát triển và tiếp tục vươn tới những ước mơ lớn lao. Một đặc điểm nữa của người tuổi Canh Tý là tính cách cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo trước mỗi quyết định quan trọng. Họ ít khi hành động vội vàng mà luôn dành thời gian để phân tích mọi tình huống và đánh giá kỹ lưỡng các mặt của vấn đề. Điều này giúp họ tránh được những sai lầm không đáng có, đồng thời giúp họ duy trì được sự ổn định và bền vững trong cuộc sống. Chính vì vậy, trong công việc hay trong các mối quan hệ cá nhân, họ luôn tìm kiếm sự ổn định và tránh xa những biến động lớn. Họ muốn xây dựng một cuộc sống lâu dài và bền vững, thay vì chạy theo những xu hướng ngắn hạn hay thay đổi nhanh chóng. Với những phẩm chất này, người tuổi Canh Tý không chỉ vượt qua mọi thử thách mà còn có thể tạo ra những cơ hội thay đổi vận mệnh, đặc biệt trong những thời điểm quan trọng. Vào tháng 11 âm lịch tới đây, người tuổi Canh Tý sẽ nhận được sự may mắn và tài lộc dồi dào, giúp họ có thể bù đắp lại những khó khăn đã qua và đạt được những điều mình mong muốn. Những cơ hội tuyệt vời đang chờ đón họ, và chính sự kiên trì, quyết tâm trong suốt quá trình phấn đấu sẽ là yếu tố quyết định đưa họ tới thành công. Cuộc sống luôn có những biến động và thử thách,
Nhưng với sự kiên cường, bền bỉ và khả năng vượt qua khó khăn, người tuổi Canh Tý sẽ không bao giờ chịu khuất phục. Những ước mơ của họ, dù lớn lao, sẽ luôn được tiếp sức bởi lòng quyết tâm và niềm tin mãnh liệt vào khả năng thay đổi vận mệnh của bản thân. Với tính cách mạnh mẽ, thông minh và linh hoạt, họ chắc chắn sẽ tiếp tục gặt hái thành công trong mọi lĩnh vực mà mình theo đuổi và đạt được cuộc sống viên mãn mà mình mong muốn. Tổng quan vận trình tử vi đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 của tuổi Canh Tý sinh 1960. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024, người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 sẽ có cơ hội thay đổi vận mệnh và khắc phục những khó khăn trước đây. Đây là thời điểm thuận lợi để họ nhận được may mắn và tài lộc dồi dào, giúp họ đạt được những mong muốn trong công việc và cuộc sống. Những khó khăn trong quá khứ sẽ dần được bù đắp và những cơ hội mới đang chờ đón. Điều quan trọng trong giai đoạn này là sự kiên trì và quyết tâm mà họ đã thể hiện trước đó. Những nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ được đền đáp xứng đáng. Chính sự kiên định và khát khao tiến bộ sẽ là yếu tố quyết định giúp người tuổi Canh Tý gặt hái thành công trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch này. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Phương diện công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý. Trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch, công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý sẽ có những bước tiến lớn, đem lại cho bạn cơ hội mới và những thành tựu đáng tự hào. Bước vào giai đoạn này, vận trình sự nghiệp của người tuổi Canh Tý có nhiều khởi sắc nhờ vào sự chăm chỉ, tài năng và khả năng ứng biến nhanh nhạy trong công việc. Nguyệt lệnh lâm quang mang đến những tín hiệu tốt lành, giúp bạn nhận được sự chú ý và tôn trọng từ đồng nghiệp cũng như cấp trên. Đặc biệt, những ai biết nắm bắt cơ hội và khéo léo trong việc giao tiếp sẽ dễ dàng ghi điểm, gây ấn tượng mạnh mẽ và đạt được sự tín nhiệm, từ đó mở ra những cơ hội thăng tiến lớn. Bạn sẽ không chỉ hoàn thành tốt công việc mà còn gây ấn tượng bởi trí tuệ sáng suốt, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và linh hoạt. Tuy nhiên, không phải tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Sự xuất hiện của sao Tỷ Kiên nhắc nhở rằng bạn có thể gặp phải một số mâu thuẫn trong công việc, đặc biệt là về vấn đề quyền lợi cá nhân. Những tranh cãi này có thể gây ra xung đột và ảnh hưởng đến môi trường làm việc, khiến bạn cảm thấy cô lập. Đây là thử thách đòi hỏi bạn phải giữ vững bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách khôn ngoan. Lúc này, sự bình tĩnh và khả năng ứng xử khéo léo sẽ giúp bạn vượt qua những sóng gió một cách êm đẹp mà không làm tổn hại đến mối quan hệ với đồng nghiệp. Một yếu tố quan trọng trong giai đoạn này là khả năng xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc. Người tuổi Canh Tý vốn nổi bật với khả năng giao tiếp khéo léo, dễ dàng tạo dựng thiện cảm và gây dựng những mối quan hệ hữu ích. Điều này không chỉ giúp bạn nhận được sự ủng hộ mà còn mở ra những cơ hội hợp tác, kết nối với những người có ảnh hưởng. Mối quan hệ vững chắc sẽ là chìa khóa giúp bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp, cũng như tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Nếu biết giữ gìn các mối quan hệ, bạn sẽ thấy rằng sự nghiệp của mình ngày càng ổn định và tiến triển tốt đẹp. Đặc biệt, nếu bạn đang theo đuổi con đường học tập hoặc nghiên cứu, giai đoạn này sẽ mang lại cho bạn những kết quả đáng mừng. Những công trình nghiên cứu sẽ có bước tiến lớn, bạn có thể đạt được những phát hiện mới hoặc hoàn thành các dự án quan trọng. Đây là thời điểm mà bạn sẽ cảm thấy tự tin vào khả năng của bản thân, đồng thời cũng là lúc để bạn khẳng định giá trị của mình trong công việc. Cảm giác thành công này sẽ tiếp thêm sức mạnh, giúp bạn sẵn sàng đối mặt với những thử thách trong tương lai. Một yếu tố khác không thể bỏ qua là sao Hữu Bật, biểu trưng cho sự giúp đỡ từ quý nhân. Trong giai đoạn này, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ từ những người xung quanh, giúp bạn vượt qua khó khăn và đạt được thành công dễ dàng hơn. Đây là dấu hiệu cho thấy bạn không chỉ có tài năng mà còn được đỡ đầu bởi những người có ảnh hưởng, góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển bền vững trong sự nghiệp. Đừng ngần ngại chấp nhận sự giúp đỡ này, vì đó chính là cơ hội quý giá để bạn nâng cao giá trị bản thân và tiến xa hơn trong con đường sự nghiệp. Dù thành công có đến, bạn cũng cần lưu ý rằng khiêm tốn luôn là yếu tố then chốt giúp duy trì sự tín nhiệm của mọi người. Nếu không cẩn trọng, sự kiêu ngạo và khoe khoang về thành tựu có thể khiến bạn đánh mất sự tôn trọng từ đồng nghiệp và cấp trên. Cẩn trọng trong từng lời nói và hành động, giữ một thái độ khiêm tốn sẽ giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt đẹp và giữ vững vị trí trong công việc. Phương diện tài lộc của người tuổi Canh Tý.
Tử vi 7 ngày tới tháng 11 âm lịch cho thấy tài lộc của người tuổi Canh Tý sẽ ổn định và có xu hướng phát triển mạnh mẽ, mang lại cho bạn nhiều cơ hội kiếm tiền và đầu tư. Dưới ảnh hưởng của sao Tam hợp, tài lộc của bạn sẽ bắt đầu khởi sắc và dần ổn định hơn trong thời gian tới. Những cơ hội kiếm tiền mới sẽ xuất hiện và bạn sẽ được người khác hỗ trợ trong việc tìm kiếm các cơ hội đầu tư tiềm năng. Đây là giai đoạn mà bạn có thể tìm thấy những cơ hội tài chính mở ra trước mắt, đặc biệt là trong các lĩnh vực như bất động sản hoặc các dự án đầu tư dài hạn. Những cơ hội này giúp bạn cảm thấy yên tâm về vấn đề tài chính và không phải lo lắng quá nhiều về chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm để bạn vội vàng hay quá tham lam trong các quyết định tài chính. Mặc dù tài lộc có dấu hiệu phát triển, bạn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng và có sự tỉnh táo trong mỗi quyết định. Những cơ hội tài chính lớn có thể thu hút sự chú ý, nhưng nếu không đủ hiểu biết và khả năng phân tích, việc lao vào những cơ hội có vẻ hấp dẫn nhưng tiềm ẩn rủi ro có thể dẫn đến những quyết định sai lầm và mất mát không đáng có. Vì vậy, hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, đừng để sự tham lam chi phối mọi hành động. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để thực hiện các giao dịch hoặc ký kết hợp đồng. Những công việc được thực hiện trong thời gian này sẽ mang lại kết quả khả quan. Bạn sẽ có cơ hội hợp tác với những đối tác đáng tin cậy, mở rộng mạng lưới quan hệ và nhận được những cơ hội tài chính tốt đẹp. Tuy nhiên, đừng quên rằng thành công tài chính không chỉ đến từ việc kiếm được nhiều tiền mà còn từ việc biết bảo vệ những gì mình đã có. Hãy làm việc với sự sáng suốt và cẩn trọng, tránh rơi vào bẫy của sự khao khát tiền bạc. Phong thủy cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tài lộc của bạn. Phương vị Tây Bắc trong nhà của bạn là khu vực dưỡng tài lộc trong năm nay. Nếu giữ khu vực này luôn sạch sẽ, thông thoáng và bày trí hợp lý, bạn sẽ tạo ra không gian tích cực giúp tài lộc phát triển mạnh mẽ. Đặt các vật phẩm phong thủy như tỳ hưu hoặc kỳ lân ở phương vị này sẽ giúp thúc đẩy tài vận, đồng thời bảo vệ tài sản khỏi các nguy cơ phá tài không mong muốn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng những vật phẩm phong thủy chỉ hỗ trợ trong việc cải thiện năng lượng trong không gian sống của bạn. Thành công tài chính thực sự dẫn đến từ sự nỗ lực và quyết tâm không ngừng nghỉ của bạn. Ngoài ra, bạn cũng cần chú trọng sức khỏe trong giai đoạn này. Một sức khỏe tốt sẽ giúp bạn duy trì năng lượng để làm việc hiệu quả và tránh được những chi phí không đáng có cho việc chữa trị bệnh. Đừng để căng thẳng công việc hay sự lo lắng về tài chính làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Một cơ thể khỏe mạnh sẽ là nền tảng vững chắc giúp bạn tiếp tục gặt hái thành công trong công việc và tài chính. Tóm lại, 7 ngày tới tháng 11 âm lịch là thời điểm mà người tuổi Canh Tý sẽ nhận được nhiều cơ hội tài chính mới mẻ và triển vọng. Tuy nhiên, bạn cần luôn tỉnh táo, kiên nhẫn và duy trì một lối sống lành mạnh để bảo vệ tài lộc và sức khỏe của mình. Về phương diện sức khỏe, trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch năm 2024, sức khỏe của người tuổi Canh Tý sẽ đối diện với một số thử thách lớn. Hung tinh Bạch Hổ, biểu tượng của tai nạn và thương tích, sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến vận trình sức khỏe của bạn. Bạch Hổ không chỉ cảnh báo về các vấn đề thể chất nghiêm trọng mà còn có thể mang đến những tai họa bất ngờ nếu bạn chủ quan trong các sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt trong giao thông hoặc công việc lao động chân tay, sự lơ là hoặc thiếu cẩn trọng có thể dẫn đến những rủi ro không mong muốn. Ngoài ra, các dấu hiệu như đau nhức xương khớp, mệt mỏi hoặc giảm sút năng lượng sẽ là những điều bạn phải đối mặt trong thời gian này. Những dấu hiệu này nếu không được chú ý sẽ trở thành một trở ngại lớn, đặc biệt đối với người cao tuổi. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe, bạn cần thực hiện những thay đổi thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Hạn chế lao động quá sức và làm việc liên tục mà không nghỉ ngơi, điều này rất quan trọng vì cơ thể không còn chịu đựng được như thời trẻ. Hãy chú trọng một chế độ ăn uống khoa học, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây tươi để tăng cường sức đề kháng, đồng thời giảm thiểu thực phẩm chứa nhiều dầu mỡ và đường. Tập thể dục nhẹ nhàng như đi bộ hoặc yoga sẽ là lựa chọn lý tưởng giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Đừng quên cẩn trọng khi tham gia giao thông, luôn tuân thủ luật lệ và tránh di chuyển trong điều kiện xấu. Bên cạnh đó, phong thủy cũng có thể hỗ trợ bạn trong việc cải thiện sức khỏe. Đặc biệt, việc giữ gìn khu vực chính nam trong nhà sạch sẽ, gọn gàng và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử ở khu vực này sẽ giúp giảm bớt tác động xấu từ bệnh khí. Về tình duyên gia đạo, về phương diện tình duyên và gia đình, người tuổi Canh Tý trong giai đoạn này sẽ cảm nhận được sự bình yên và ấm áp từ các mối quan hệ gia đình. Gia đình luôn là nguồn động viên và là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc sống.
Đây là thời gian lý tưởng để bạn dành trọn vẹn sự quan tâm cho các thành viên trong gia đình, từ bạn đời, con cháu đến những người thân yêu. Những cuộc trò chuyện giản dị, những bữa cơm ấm cúng chính là những khoảnh khắc quý giá, gắn kết tình cảm gia đình. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nhỏ nào trong gia đình, bạn nên là người đứng ra hòa giải, sử dụng kinh nghiệm sống và sự điềm tĩnh để giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng. Điều này không chỉ duy trì sự hòa thuận trong gia đình mà còn giúp bạn giữ được sự kính trọng và yêu mến từ các thành viên. Trong các mối quan hệ ngoài gia đình, người tuổi Canh Tý cần giữ khoảng cách hợp lý, đặc biệt là với người khác giới. Đây là thời điểm mà những hiểu lầm có thể xảy ra, gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín cá nhân. Hãy xây dựng các mối quan hệ dựa trên sự chân thành và đừng để những mối quan hệ phù phiếm làm bạn mất đi những giá trị quan trọng trong cuộc sống. Đối với những người đã có gia đình, đây cũng là dịp tuyệt vời để làm mới tình cảm vợ chồng, hâm nóng những cảm xúc đã trở nên nguội lạnh theo năm tháng. Hãy chủ động tạo ra những khoảnh khắc ngọt ngào, từ một buổi tản bộ đến một món quà nhỏ, những cử chỉ này sẽ làm cho người bạn đời cảm thấy ấm áp và được quan tâm. Khi gặp khó khăn, đừng ngần ngại chia sẻ với nửa kia, sự đồng cảm và sự động viên từ họ sẽ là liều thuốc tinh thần tuyệt vời giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này là hãy luôn ưu tiên sự hòa thuận trong gia đình. Gia đình là nền tảng của hạnh phúc. Bên cạnh đó, hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần của bản thân, giữ mối quan hệ tích cực và tránh cảm giác cô đơn. Sống chân thành và giản dị sẽ giúp bạn duy trì các mối quan hệ tốt đẹp. Và đừng quên chia sẻ gánh nặng của mình với người thân yêu để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hãy nhớ rằng, sự sẻ chia và chân thành chính là chìa khóa để củng cố hạnh phúc gia đình và mối quan hệ tình cảm của bạn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây sẽ là phần luận giải chi tiết theo từng giai đoạn trong 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Canh Tý sinh 1960. Tử vi từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 mang đến những chuyển biến tích cực trong cả công việc lẫn tài lộc. Dưới đây là những dự đoán chi tiết về sự nghiệp, tài chính và các yếu tố may mắn sẽ đến với bạn trong giai đoạn này. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 11 âm lịch, những thay đổi nhỏ nhưng quan trọng trong công việc. Trong khoảng thời gian này, sự nghiệp của người tuổi Canh Tý sẽ trải qua một số thay đổi nhỏ. Bạn có thể sẽ gặp một vài thử thách trong công việc. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tận tình của đồng nghiệp hoặc đối tác, bạn sẽ nhanh chóng vượt qua và đạt được những bước tiến đáng kể. Đặc biệt, sẽ có cơ hội thử sức với những nhiệm vụ mới, hay thậm chí bạn sẽ được giao thêm những trách nhiệm quan trọng hơn. Điều này không chỉ là cơ hội để bạn chứng tỏ khả năng mà còn là dịp để phát triển sự nghiệp bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, người tuổi Canh Tý cần đặc biệt chú ý đến các vấn đề liên quan đến giấy tờ và hợp đồng. Mọi sự bất cẩn trong việc ký kết hợp đồng hay xử lý tài liệu có thể dẫn đến những rắc rối lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân và danh tiếng của bạn. Do đó, trong giai đoạn này, hãy kiểm tra kỹ lưỡng mọi giấy tờ và đừng ngần ngại tìm sự hỗ trợ từ những người có kinh nghiệm. Họ có thể giúp bạn tránh được những sai sót không đáng có. Tài lộc ổn định nhưng cần cẩn trọng trong chi tiêu. Về mặt tài chính, người tuổi Canh Tý sẽ cảm thấy khá thoải mái trong giai đoạn này. Một số khoản nợ trước đó có thể được hoàn trả, giúp bạn giảm bớt gánh nặng tài chính và cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, đây chưa phải là thời điểm thích hợp để đầu tư hay mạo hiểm tài chính. Bạn nên ưu tiên việc tiết kiệm và quản lý tài chính một cách chặt chẽ, tránh các khoản chi tiêu không cần thiết. Điều này sẽ giúp bạn tạo nền tảng tài chính vững vàng cho những tháng tiếp theo. Tuy vậy, trong khi tài chính ổn định, may mắn sẽ đến với bạn dưới những hình thức bất ngờ. Có thể bạn sẽ nhận được một món quà bất ngờ hoặc một lời khen từ cấp trên. Những lời khen này không chỉ mang đến động lực làm việc mà còn giúp bạn tạo dựng được ấn tượng tốt đẹp trong mắt đồng nghiệp và các đối tác. Hãy tận dụng cơ hội này để phát huy khả năng, đồng thời xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trong công việc. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 11 âm lịch, cơ hội mở rộng và những tín hiệu tích cực trong sự nghiệp. Từ ngày mùng 8 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch, vận may sẽ tiếp tục đến với người tuổi Canh Tý, đặc biệt trong công việc và sự nghiệp. Đây là thời điểm thích hợp để nhìn nhận lại những kế hoạch hay dự án trước đó, vì chúng bắt đầu có dấu hiệu mang lại kết quả tích cực. Với sự siêng năng, nhiệt huyết và quyết tâm, bạn sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Những nỗ lực không ngừng của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng,
và sự nghiệp của bạn sẽ có bước tiến mới, đáng ghi nhận. Đặc biệt, đối với những ai làm kinh doanh, đây là thời điểm vàng để mở rộng mối quan hệ hợp tác. Bạn có thể gặp gỡ những đối tác tiềm năng, tạo dựng các cơ hội hợp tác lâu dài, giúp sự nghiệp phát triển ổn định và bền vững. Tuy nhiên, kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn cần phải tỉnh táo, không nên để lòng tin của mình bị lợi dụng bởi những người xung quanh. Có thể sẽ có những người cố gắng trục lợi từ sự tin tưởng của bạn, vì vậy, hãy luôn thận trọng trong các mối quan hệ làm ăn. Tài chính ổn định, nhưng hãy chú ý đến chi tiêu và đầu tư. Về tài chính, trong giai đoạn này, bạn sẽ có các khoản thu ổn định từ công việc chính và có thể có thêm nguồn thu phụ từ các công việc tay trái hoặc dự án ngoài. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chi tiêu hợp lý, tránh tham gia vào những hoạt động đầu tư có rủi ro cao. Tình hình tài chính nhìn chung khá ổn định, nhưng bạn vẫn nên duy trì sự thận trọng và không để lòng tham khiến bạn đưa ra những quyết định sai lầm. Điều đặc biệt là, trong những ngày này, bạn có thể gặp được một người có tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công việc của mình. Người này có thể trở thành một người hỗ trợ quan trọng trong sự nghiệp của bạn, giúp bạn mở rộng cơ hội và tạo ra những bước đi vững chắc. Hãy tận dụng mọi cơ hội để giao lưu, học hỏi và kết nối với những người có thể giúp đỡ bạn trong việc phát triển sự nghiệp. Sức khỏe cần được chú ý trong giai đoạn công việc bận rộn. Tuy công việc mang lại nhiều tín hiệu tích cực, nhưng cũng đừng quên rằng sức khỏe là yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Công việc bận rộn có thể khiến bạn căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí ảnh hưởng đến thể trạng nếu bạn không biết cách cân bằng. Hãy chú ý đến việc nghỉ ngơi đầy đủ và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh để đảm bảo sức khỏe ổn định, từ đó giúp bạn duy trì hiệu suất công việc cao và luôn tỉnh táo, minh mẫn. Tổng kết, tử vi từ ngày mùng 4 đến mùng 10 tháng 11 âm lịch của người tuổi Canh Tý sinh năm 1960 cho thấy một giai đoạn khá thuận lợi trong sự nghiệp và tài chính, đặc biệt là với những tín hiệu tích cực, cơ hội mở rộng quan hệ và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Tuy nhiên, để duy trì được thành công này, bạn cần phải thận trọng trong các mối quan hệ xã giao, đặc biệt là tránh bị lợi dụng bởi những người không đáng tin cậy. Đồng thời, đừng quên chăm sóc sức khỏe để có thể tiếp tục phát triển một cách bền vững trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tiếp theo sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất trong tháng 11 âm lịch 2024 cho tuổi Canh Tý sinh 1960. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024, bước vào thời kỳ xung túc đỉnh cao. Ngày 6 tháng 11 âm lịch 2024 sẽ mở ra một thời kỳ thịnh vượng, xung túc và đỉnh cao cho người tuổi Canh Tý. Đây là một ngày đặc biệt khi vận may tài lộc của bạn bắt đầu chuyển mình mạnh mẽ. Những bất ngờ tài chính sẽ đến với bạn, đặc biệt là những khoản thu nhập bất ngờ từ các dự án đầu tư hoặc cơ hội làm ăn trước đó chưa rõ ràng. Vận may sẽ giúp bạn có được những khoản lợi nhuận không ngờ, đồng thời mang lại cho bạn một cảm giác thịnh vượng, đầy đủ mà lâu nay bạn mong đợi. Không chỉ vậy, trong công việc, bạn cũng sẽ nhận thấy sự thăng tiến rõ rệt. Nỗ lực và sự kiên trì của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể nhận được tiền thưởng hoặc những cơ hội thăng chức và tiến bộ trong sự nghiệp. Đây là thời điểm mà bạn có thể nhận thấy rằng công sức mình bỏ ra không hề vô ích. Tuy nhiên, đây cũng là lúc bạn cần phải cẩn trọng. Dù tài lộc đang đến gần, đừng để lòng tham chi phối. Hãy lập kế hoạch tài chính hợp lý và chú ý đến những quyết định đầu tư trong tương lai. Việc tham gia vào những hoạt động đầu tư mạo hiểm mà không suy nghĩ kỹ có thể dẫn đến rủi ro không đáng có. Hãy tận dụng thời gian này để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc và ổn định. Ngày 14 tháng 11 âm lịch 2024, tài lộc thay đổi và sự hỗ trợ từ mối quan hệ. Ngày 14 tháng 11 âm lịch 2024 sẽ đánh dấu sự thay đổi tích cực trong vận trình tài lộc của người tuổi Canh Tý. Những cơ hội tài chính sẽ đến từ những nguồn không ngờ đến, như thu nhập từ công việc đầu tư hay những sự hỗ trợ tài chính từ gia đình và bạn bè thân thiết. Đây là thời điểm bạn nhận thấy những nỗ lực lâu dài của mình cuối cùng đã có kết quả. Những khoản tiền thưởng, hoa hồng hoặc thậm chí cơ hội tăng lương có thể đến với bạn trong ngày này. Tuy nhiên, khi tài lộc bắt đầu đến với bạn, cũng là lúc bạn cần phải giữ một cái đầu lạnh và tỉnh táo. Đừng để những lợi ích trước mắt làm bạn mờ mắt, khiến bạn đưa ra những quyết định không sáng suốt. Lập kế hoạch tài chính dài hạn và tìm cách tiết kiệm, đầu tư hợp lý. Tránh xa những hoạt động đầu tư ngắn hạn đầy rủi ro, đặc biệt là những trò chơi may rủi có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Cần có tầm nhìn dài hạn,
Vì chỉ có như vậy, tài chính của bạn mới có thể phát triển ổn định và bền vững. Ngày 21 tháng 11 âm lịch 2024, đỉnh cao tài lộc và cơ hội xã hội. Ngày 21 tháng 11 âm lịch 2024 sẽ là một trong những ngày hứa hẹn đỉnh cao về tài lộc và thành công. Những nỗ lực, trí tuệ và sự kiên trì của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Bạn sẽ nhận được những phần thưởng hào phóng, cả về tài chính lẫn danh tiếng, nhờ vào những đóng góp không mệt mỏi trong công việc và các hoạt động xã hội. Đây chính là cơ hội để bạn thấy được giá trị thực sự của bản thân. Bên cạnh đó, người tuổi Canh Tý cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ các mối quan hệ cá nhân. Những kết nối xã hội mà bạn đã xây dựng từ lâu giờ đây sẽ mang lại cho bạn cơ hội tài chính và thịnh vượng. Hãy nắm bắt cơ hội này một cách dũng cảm, đừng ngần ngại dấn thân vào những thử thách mới. Tuy nhiên, trong lúc cảm thấy mọi thứ có thể dễ dàng, đừng để sự lạc quan thái quá làm mờ mắt bạn. Hãy hành động theo khả năng của mình và đầu tư một cách hợp lý, tránh những khoản chi tiêu không cần thiết hoặc mạo hiểm quá mức. Đầu tư thông minh và tiết kiệm chính là chìa khóa để bạn duy trì sự ổn định tài chính trong dài hạn. Ngày 27 tháng 11 âm lịch 2024, cơ hội đầu tư và tài lộc bùng nổ. Ngày 27 tháng 11 âm lịch 2024 sẽ là một ngày cực kỳ may mắn và đầy cơ hội tài lộc cho người tuổi Canh Tý. Đây là thời điểm mà những cơ hội làm ăn, đầu tư và quản lý tài chính sẽ mang lại những khoản lợi nhuận bất ngờ. Nếu bạn đã từng tham gia vào các dự án đầu tư tiềm năng, hôm nay chính là lúc để bạn thu được quả ngọt. Những khoản lợi nhuận lớn từ những dự án hoặc các khoản đầu tư trước đó sẽ giúp bạn tích lũy tài sản và gia tăng sự giàu có một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, như những ngày trước đó, bạn cần tiếp tục duy trì sự tỉnh táo và cẩn trọng trong mọi quyết định tài chính. Đừng để lòng tham làm bạn vội vàng. Hãy xác định mục tiêu dài hạn và tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được những thành công vững chắc. Dù có cơ hội lớn đến đâu, cũng cần nhớ rằng sự ổn định tài chính phải luôn được đặt lên hàng đầu. Hãy đầu tư một cách thông minh và tránh xa những rủi ro không cần thiết. Đây là lúc để bạn tận dụng mọi cơ hội, nhưng cũng là thời điểm để bạn tạo dựng nền móng tài chính vững chắc cho tương lai. Tóm lại, những ngày trong tháng 11 âm lịch 2024 sẽ là cơ hội vàng để người tuổi Canh Tý phát triển tài chính, thịnh vượng và đạt được những thành công đáng kể. Tuy nhiên, sự cẩn trọng và lập kế hoạch hợp lý luôn là yếu tố quyết định, giúp bạn duy trì sự ổn định tài chính và tránh được những rủi ro không mong muốn. Hãy nắm bắt cơ hội, nhưng cũng đừng quên kiên trì, sáng suốt và tầm nhìn dài hạn. Tiếp theo chương trình là tuổi hợp tác làm ăn với tuổi Canh Tý sinh 1960, giúp tăng tài tiến lộc giàu có và hạnh phúc viên mãn. 1. Tuổi Canh Tý và tuổi Tý kết hợp bền vững, trí tuệ và sự sáng tạo. Khi hai người tuổi Tý hợp tác cùng nhau, họ tạo thành một tập thể vô cùng vững mạnh nhờ vào sự thông minh và sắc sảo của cả hai. Tuổi Canh Tý với tư duy logic và khả năng phân tích sắc bén luôn là người đặt ra những chiến lược vững chắc và mang tính đột phá. Còn tuổi Tý, với bản tính nhanh nhạy và mưu lược, là người có thể tìm ra giải pháp khi gặp khó khăn. Mối quan hệ này sẽ mang đến sự hỗ trợ lẫn nhau, giúp nhau vươn tới thành công mà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, công việc tốt nhất cho sự kết hợp này là những ngành nghề yêu cầu tư duy logic cao, chẳng hạn như ngành luật, tài chính hoặc nghiên cứu khoa học. Mặc dù giữa họ không thiếu sự nhạy bén trong công việc, nhưng nếu không biết cách tận dụng thế mạnh của từng người, sự hợp tác này có thể gặp phải khó khăn. Cả hai nên biết phân chia vai trò và tránh xung đột về quyền lợi cá nhân. 2. Tuổi Canh Tý và tuổi Sửu, sự cần cù và trí tuệ tạo nên thành công. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Canh Tý và tuổi Sửu là một sự kết hợp hoàn hảo, nơi trí tuệ và sự cần cù cùng phát huy tối đa. Tuổi Sửu, với tính cách chăm chỉ, cần mẫn, sẽ đóng vai trò chủ chốt trong việc thực hiện những công việc quan trọng. Họ là người luôn đặt ra các mục tiêu rõ ràng và kiên trì theo đuổi chúng, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Còn tuổi Canh Tý, với trí thông minh vượt trội, sẽ giúp tuổi Sửu đưa ra những chiến lược, kế hoạch tối ưu và giúp cải thiện hiệu quả công việc. Trong công việc, tuổi Canh Tý thường đảm nhận vai trò đàm phán, giao tiếp với đối tác, khách hàng, còn tuổi Sửu sẽ thực hiện những công việc cần sự tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Mối quan hệ này có thể trở thành một sự kết hợp bền vững, nhưng để duy trì sự hòa hợp, cả hai cần biết tôn trọng và hiểu rõ vai trò của nhau. 3. Tuổi Canh Tý và tuổi Dần, đối tác mạnh mẽ, một tập thể hùng mạnh.
Khi tuổi Canh Tý hợp tác với tuổi Dần, hai tuổi này sẽ tạo thành một đội ngũ đầy mạnh mẽ và kiên cường. Người tuổi Dần vốn dĩ luôn mạnh mẽ, thích nắm quyền lãnh đạo và dẫn dắt. Họ là những người thích đứng đầu, có tầm nhìn rộng và luôn khao khát những thử thách mới. Còn tuổi Canh Tý, với sự thông minh và nhanh nhạy, là người có thể giúp tuổi Dần đưa ra các quyết định đúng đắn trong các tình huống phức tạp. Mặc dù tuổi Dần thích chiếm lĩnh vị trí trung tâm, nhưng tuổi Canh Tý có khả năng hỗ trợ rất tốt trong các buổi đàm phán và giao tiếp với các đối tác. Tuy nhiên, để mối quan hệ hợp tác này thực sự bền vững, hai bên cần phải phân chia rõ ràng vai trò và trách nhiệm trong công việc, từ đó giúp hạn chế xung đột và phát huy tối đa thế mạnh của nhau. 4. Tuổi Canh Tý và tuổi Mão, sự hòa hợp tinh tế, xây dựng mối quan hệ lâu dài. Tuổi Canh Tý và tuổi Mão khi hợp tác sẽ tạo ra một mối quan hệ vô cùng ăn ý và lâu dài. Mối quan hệ này không chỉ dựa trên sự thông minh của tuổi Canh Tý mà còn trên sự khiêm nhường, nhã nhặn của tuổi Mão. Người tuổi Canh Tý luôn biết trân trọng và hiểu rõ vị trí quan trọng của tuổi Mão trong công việc. Mặc dù tuổi Mão không phải là người chủ động đưa ra những quyết định lớn, nhưng với sự tinh tế, họ lại là người có khả năng đưa ra những ý tưởng sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả công việc. Trong những tình huống căng thẳng, người tuổi Canh Tý không bao giờ vượt qua giới hạn mà luôn biết kiềm chế để giữ mối quan hệ hài hòa. Cả hai sẽ xây dựng một mối quan hệ bền vững, nơi không có sự cạnh tranh gay gắt mà thay vào đó là sự hỗ trợ, thấu hiểu và hợp tác. 5. Tuổi Canh Tý và tuổi Thìn, sự kết hợp hoàn hảo, gắn kết trong mọi thử thách. Tuổi Canh Tý và tuổi Thìn là một sự kết hợp tuyệt vời trong công việc. Cả hai đều rất thông minh, nhanh nhẹn và mạnh mẽ. Tuổi Canh Tý với sự sắc sảo trong phân tích và quyết đoán sẽ giúp tuổi Thìn phát huy tối đa khả năng sáng tạo của mình. Còn tuổi Thìn với sự năng động và tài năng lãnh đạo sẽ tạo ra những ý tưởng đột phá giúp công việc tiến triển nhanh chóng. Mối quan hệ này có ít xung đột và hiếm khi xảy ra sự tranh giành quyền lực bởi cả hai đều hiểu rõ vai trò và sức mạnh của nhau. Tuy nhiên, đôi khi vì cả hai đều có xu hướng muốn là trung tâm của sự chú ý sẽ có những mâu thuẫn nhỏ. Dù vậy, những vấn đề này sẽ được giải quyết một cách hài hòa nhờ vào sự khéo léo của cả hai bên. 6. Tuổi Canh Tý và tuổi Tỵ, sự kết hợp mạnh mẽ nhưng đầy thử thách. Trong công việc, sự kết hợp giữa tuổi Canh Tý và tuổi Tỵ có thể tạo ra một sức mạnh lớn, đặc biệt là khi tuổi Tỵ biết đánh giá cao trí thông minh và khả năng phân tích của tuổi Canh Tý. Tuy nhiên, vấn đề có thể nảy sinh khi tuổi Tỵ muốn chiếm ưu thế trong mối quan hệ, khiến sự hợp tác không còn suôn sẻ. Tuổi Tỵ rất nhanh chán và không dễ hài lòng với những người thiếu năng lực, trong khi tuổi Canh Tý lại là người luôn tìm cách giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Tuy nhiên, nếu hai tuổi này biết tôn trọng nhau, sự kết hợp sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Tuổi Canh Tý có thể giúp tuổi Tỵ giải quyết những vấn đề phức tạp, còn tuổi Tỵ sẽ làm mới công việc bằng những sáng kiến độc đáo. 7. Tuổi Canh Tý và tuổi Ngọ, kết hợp sáng tạo và chiến lược. Mối quan hệ hợp tác giữa tuổi Canh Tý và tuổi Ngọ rất thuận lợi và hiệu quả. Người tuổi Canh Tý có tầm nhìn chiến lược và khả năng phân tích, trong khi tuổi Ngọ mang đến những ý tưởng sáng tạo, đổi mới. Sự kết hợp này sẽ giúp họ xây dựng và phát triển sự nghiệp bền vững, không chỉ dựa vào khả năng quản lý mà còn dựa vào sự đổi mới không ngừng. 8. Tuổi Canh Tý và tuổi Mùi, sự hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng sự nghiệp vững chắc. Dù không phải lúc nào cũng có tiếng nói chung, nhưng sự kết hợp giữa tuổi Canh Tý và tuổi Mùi rất bổ sung cho nhau. Tuổi Canh Tý sẽ học hỏi được sự sáng tạo từ tuổi Mùi, trong khi tuổi Mùi sẽ học hỏi được sự nhanh nhẹn và tháo vát trong công việc từ tuổi Canh Tý. Mối quan hệ này không thiếu thử thách, nhưng nếu biết tận dụng điểm mạnh của nhau, họ sẽ cùng nhau xây dựng sự nghiệp vững mạnh. 9. Tuổi Canh Tý và tuổi Thân, cùng nhau phát triển, chung mục tiêu. Khi hợp tác, cả tuổi Canh Tý và tuổi Thân đều thể hiện sự năng động và quyết đoán. Tuổi Canh Tý có khả năng phân tích sắc bén trong kinh doanh, còn tuổi Thân lại thích sự tự do và quyền lực trong công việc. Tuy nhiên, vì cả hai đều có mục tiêu chung là phát triển sự nghiệp, họ sẽ dễ dàng tìm được sự đồng thuận trong công việc và hỗ trợ lẫn nhau. 10. Tuổi Canh Tý và tuổi Dậu, sự kết hợp tiết kiệm và hiệu quả. Khi tuổi Canh Tý và tuổi Dậu hợp tác, sự kết hợp này có thể mang lại hiệu quả cao nhờ vào sự tỉ mỉ trong việc quản lý tài chính của tuổi Dậu, kết hợp với sự thông minh và sắc sảo trong chiến lược kinh doanh của tuổi Canh Tý. Cả hai sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp,
Giới diệt tuổi Canh Tý luôn biết tính toán kỹ lưỡng trong mỗi quyết định. 11. Tuổi Canh Tý và tuổi Tuất, sự khôn ngoan và hợp tác đầy thử thách. Khi hợp tác, tuổi Canh Tý và tuổi Tuất sẽ tạo nên một khối vững chắc nhờ vào sự thông minh và lòng trung thành của cả hai. Tuy nhiên, trong suốt quá trình làm việc, sẽ có những lúc cả hai không cảm thấy hứng thú vì quan điểm không giống nhau. Khi đó, sự thất bại có thể đến nếu không có sự đồng thuận rõ ràng trong các quyết định kinh doanh. 12. Tuổi Canh Tý và tuổi Hợi, mối quan hệ đầy mâu thuẫn. Mối quan hệ giữa tuổi Canh Tý và tuổi Hợi sẽ gặp nhiều khó khăn trong công việc. Tuổi Canh Tý cho rằng tuổi Hợi thiếu năng động và không chịu khó, trong khi tuổi Hợi lại cho rằng tuổi Canh Tý kiêu ngạo và thiếu khiêm nhường. Điều này sẽ dẫn đến những mâu thuẫn và khó khăn trong sự hợp tác, gây ảnh hưởng đến kết quả công việc. Nhân sinh cảm ngộ. Trong cuộc sống, mỗi hành động của chúng ta đều có những hệ quả nhất định. Phật dạy rằng nhân quả là quy luật tự nhiên của vũ trụ, không ai có thể tránh khỏi. Nhân quả không phải là một khái niệm trừu tượng mà là sự phản ánh rõ ràng của hành động, suy nghĩ và lời nói của mỗi người. Những gì chúng ta gieo xuống sẽ nhận lại quả tương ứng. Vì vậy, Phật dạy rằng người sống tốt ắt sẽ gặp quả báo tốt. Nhân quả trong Phật giáo là một nguyên lý cốt lõi, nói rằng mọi hành động đều dẫn đến một kết quả tương ứng. Đây là một quy luật bất biến mà không ai có thể thay đổi hay tránh khỏi. Phật dạy rằng mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ của chúng ta đều ảnh hưởng đến đời sống hiện tại và tương lai. Nếu ta gieo hạt giống tốt, ta sẽ gặt hái quả tốt. Ngược lại, nếu gieo giống xấu, ta sẽ nhận lại quả xấu. Nhân quả không phải là sự trừng phạt hay ban thưởng từ một quyền lực tối cao, mà là một quy trình tự nhiên giúp mỗi người nhận thức được tầm quan trọng của hành động của mình. Nhân quả là lời nhắc nhở rằng chúng ta không thể tránh khỏi hậu quả của những gì mình đã làm. Mỗi hành động đều có giá trị, và chúng ta sẽ gặt hái những gì mình đã gieo trồng. Phật dạy rằng người sống tốt sẽ nhận được quả báo tốt không phải do sự may mắn hay ban thưởng từ bên ngoài, mà chính là kết quả của những hành động từ bi, thiện tâm và lòng bao dung. Khi bạn sống với lòng từ bi, làm việc tốt và giúp đỡ người khác mà không mong đền đáp, bạn đang tạo ra nhân tốt cho chính mình. Những hành động ấy sẽ mang lại sự bình yên trong tâm hồn, tạo ra một môi trường sống hài hòa, và từ đó, bạn sẽ nhận lại những quả báo tốt đẹp như sự thịnh vượng, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp. Lòng từ bi là một trong những giá trị quan trọng nhất trong Phật giáo. Khi chúng ta hành động với lòng từ bi, không chỉ giúp đỡ người khác mà còn giúp chính bản thân mình trưởng thành. Khi tha thứ cho người khác và buông bỏ sự giận dữ, chúng ta tạo ra cơ hội để tâm hồn được nhẹ nhàng và thanh thản. Như vậy, quả báo tốt đẹp sẽ đến. Để gieo nhân tốt và sống tốt, chúng ta cần thực hành những lời dạy của Phật, giữ tâm trí thanh tịnh và không để cảm xúc tiêu cực như giận dữ hay oán hận chi phối. Khi tâm trí thanh tịnh, chúng ta sẽ có cái nhìn đúng đắn về cuộc sống và hành động hợp lý. Sống khiêm tốn, không tham lam hay ích kỷ, và luôn sống với lòng bao dung là cách để giữ tâm hồn trong sáng và tạo ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Phật dạy rằng sống tốt không có nghĩa là không gặp thử thách. Thử thách là một phần tự nhiên của cuộc sống. Tuy nhiên, nếu chúng ta đón nhận thử thách với tâm thái an hòa, không buồn phiền hay phản kháng, chúng ta sẽ nhận được quả báo tốt đẹp. Nhân quả không sai sót, mọi hành động đều có kết quả, và chính những gì chúng ta gieo trồng hôm nay sẽ quyết định cuộc sống và hạnh phúc của chúng ta trong tương lai. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi của tuổi Canh Tý sinh 1960, đúng 7 ngày tới tháng 11 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh miễn phí nhé.